thêm một món chay ngon ăn kèm với mấy món kho chay, món chiên chay hay là chả chiên chay đều rất là ngon quý vị ơi. Quỳnh Phương vừa làm xong nè. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm. Hôm rồi mình làm món chả chiên chay rồi món kho chay. Bữa nay mình làm món này ăn kèm nè. Rất là bắt luôn á, làm cũng dễ nữa. Rồi, Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp làm với Quỳnh Phương nha. Để làm món này á quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương cái này là củ cải trắng, còn hai củ nè, để hôm gà trong tủ. Bữa nay đem ra làm luôn. Hai củ này thì cũng không có bự lắm, khoảng hơn 400 gram xíu à. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu làm. Trước tiên là cắt bỏ cái phần cuống đi. Được mình mua thì chọn những cái củ mà còn tươi ngon thì nó sẽ tốt hơn hết quý vị. Rồi mình Phương mua để vô tủ lạnh cũng một hai ngày gì rồi. Rồi giờ cắt gọt sạch hết cái phần vỏ hai củ này luôn. Rồi giờ mình Phương gọt xong rồi nè. Tiếp theo á thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau, mình cho cái củ cải vào, rồi cho muỗng muối nè. Rồi cho nước vào, mình làm nước muối pha loãng để mình rửa cái phần củ cải này nè, vừa rửa mà vừa ngâm luôn. Trong lúc mà rửa củ cải này nè, rồi mình tranh thủ mình cắt luôn ha. Đó, mình cắt cái phần củ cải này, mình bào á, nó mình bào mỏng. Làm món này để nhanh ăn thì mình sẽ bào mỏng ha. Còn ai mà để lâu lâu thì cắt nó bự bự xíu. Nhưng Quỳnh Phương thấy ăn kèm thì mình nên bào ra như vậy nha. Đó, mình bào cho nó thiệt là mỏng. Hai củ nhìn cũng nhiều nhiều quá quý vị. Rồi, giờ mình Phương bào xong rồi nè, được cũng kha khá rồi đó. Để mà giảm bớt cái độ hăng của củ cải trắng cũng như là cái nhựa. Nó sạch cái nhựa, cho nó ra nhựa của cải nè. Thì mình Phương sẽ ngâm trong nước muối pha loãng này luôn. Giờ mình để đây, mình nhồi nhồi nhẹ một cái nha. Rồi mình mới ngâm luôn. Giờ mình để đây mình ngâm đi. Sau khoảng 20 phút. Đó, 20 phút, 30 phút gì đó. Rồi mình Phương sẽ vớt cái phần củ cải này ra. Mình để cái rổ ha. Để đây cho nó ráo nước. Rồi, tiếp theo là bắt một cái nồi nước lên. Rồi mình cho xíu muối vào. Đợi nồi này nước này nó sôi lên. Thì bắt đầu mình chần cái phần củ cải trắng này nha. Đó, mình sẽ chần qua cái củ cải trắng này để chần sơ thôi. Đó, khi nước sôi lên thì mình cho vào thì mình chần khoảng 1 phút đảo qua đảo lại vậy đó. Rồi trở qua trở lại rất là nhanh luôn. Lúc này là mình chuẩn bị một thau nước lạnh nha, hoặc là nước đá thì càng tốt nữa. Giờ mình Phương bắt đầu vớt ra được rồi đó. Đó, mình dùng cái giá để mình vớt cho nó dễ, nó lượt nước á. Rồi cứ vậy thì mình sẽ vớt ra và đem để vô cái thau nước lạnh, nước càng lạnh càng tốt. Rồi để vô hết vô đây, mình để vô đây khoảng cũng khoảng 1 phút à. Mình sẽ vớt ra và để ráo nước. Có thời gian thì mình đem ra mình phơi nắng cho nó thiệt là ráo nước thôi quý vị. Còn có thời gian thì làm theo cách Bình Phương. Một chút xíu Bình Phương sẽ chia sẻ luôn. Cái này là tỏi nè. Mình không ăn tỏi thì bỏ qua công đoạn này giúp Bình Phương. Tỏi thì mình để khoảng nửa củ tỏi. Nửa củ tỏi mình sẽ cắt ra thành những cái lát mỏng như vậy nè. Để qua một bên. Tiếp theo nữa là mình sẽ một trái ớt. Ớt như ớt sừng ha. Mình mà không thích hạt á, có thể mình cắt mình loại bỏ hạt ra trước, rồi mình xắt lát to to như vậy vậy nè. Rồi giờ để qua một bên đây luôn. Không thể thiếu là một nhánh gừng. Nhánh gừng nhỏ thôi, gừng non á. Đó, mình cạo cạo cái phần vỏ nó ra. Mình rửa sạch trước nha, rồi mới cạo bỏ hết cái phần vỏ.
Tiếp theo là chúng ta sẽ sắc lát nó ra, sắc lát mỏng mỏng giống như là mấy cái củ tỏi mới nãy vậy quý vị. Rồi, xong mình để qua đây luôn. Giờ mình bắt cái chảo lên, mình sẽ cho nè gừng nè, ớt nè, rồi tỏi nè. Đợi cái chảo nóng nóng lên rồi mình sẽ cho vào đây, mình giống như là mình nướng sơ vậy đó, mình rang sơ qua một cái cho nó, thứ nhất là nó khô nó ráo nước, thứ hai là nó bốc cái mùi lên nó rất là thơm nha. Rồi cứ vậy mình đảo qua đảo lại đến khi nào mình thấy nó cháy xém một góc nào đó nhỏ nhỏ rồi đó, nó bốc mùi thơm lên hơi hơi, là nó bốc mùi thơm lên là đúng quý vị, là được rồi đó. Rồi giờ mình sẽ cho ra cái tô ha, nhớ là ráo nước ha, cái tô là phải ráo nước rồi phải khô quý vị, hoặc là một cái keo cũng được mà phải khô nước nha. Tiếp theo nếu mình không có thời gian mình phơi một nắng đó quý vị, mình dùng cái chảo này mình cho vào luôn, nó chảo đang nóng vậy nè, mình cho vào mình đảo qua đảo lại đó, bây giờ nó còn ướt ướt á nè, mình để lửa lớn đó, giống như là mình hong hong cho nó nóng lên đó quý vị, cho nó ráo nước. Nếu có thời gian thì mình đem ra mình phơi nắng cho nó một nắng vậy đó, cho nó ráo ráo là cũng được, không có thời gian thì mình cứ để lên cái chảo như vậy. Nhờ quý vị xem nè, bây giờ nè đó, nước nó bốc hơi hết rồi đó, nó ráo rồi đó. Rồi vậy là bắt đầu mình đem ra ngoài được rồi, mình sẽ cho vô cái tô này luôn. Như mình làm món này đó, buổi sáng làm và chiều ăn, hoặc là buổi chiều mình làm rồi qua bữa hôm sau mình ăn vậy đó, khoảng 2-3 tiếng là nó thấm rồi. Để lâu thì nó thấm nhiều hơn, nó ngon hơn, tại vì mình sắt cũng mỏng á, cũng mau thấm lắm. Giờ mình sẽ cho giấm vào nè, giấm ở đây mình cho 6 muỗng nha. Tiếp theo là nước tương, nước tương thì mình chọn loại nào ngon ngon xíu, gia đình mình hay dùng á, nó vừa khẩu vị với mình thì mình lấy mình ngâm luôn. Rồi 5 muỗng nước tương. Tiếp theo là đường, đường thì mình cho vào đây là 6 muỗng nha, 6 muỗng vừa vừa vậy đó. Này là đường cát vàng. Rồi trộn trộn lên xíu đó, mình trộn đều lên đó, nhìn khá là hấp dẫn rồi đó. Mình để khoảng 3 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng vậy đó, nó thấm rồi đó. Để lâu thì nó ngon hơn, có thể mình làm bữa chiều nay thì sáng mai mình dùng thì nó sẽ thấm hơn, nó ngon hơn hết quý vị. Rồi cứ vậy cứ trộn đều lên đó, ăn nó còn giòn giòn mà nó chua chua ngọt ngọt, khá là hấp dẫn. Vậy là Quỳnh Phương món ngon tại nhà đã hoàn thành xong một cái món chay ngon từ củ cải trắng đó quý vị. Mình ăn kèm với mấy món chiên nè, món kho hay là chả chay nữa quý vị, kèm vô được ngon ha. Rồi Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà, chuyên chia sẻ các món chay ngon và dễ làm ạ.